bất ngờ, trao nhau ánh mắt mộng mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. Giá người ngoan đứng hát thì dối người ai lại
bây giờ xa ngõ ôm mấy trông ra ngõ mà trông. Tiếng trầu dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Giá em đừng hát hay, giá em đừng nền á, đừng áo tứ thân, đừng ăn mò quà, đừng hát câu người ơi người đừng về. Chót buông ánh mắt ngập ngừng để người dưng nhớ người dưng thế này. Giá miếng trầu đừng cay, giá chén trà đừng chát, giá người ngoan đứng hát thì dỗi hơi ai lại ai lòng. Để bây giờ ra ngõ ôi mấy trông ra ngõ mà trông. Giá em đừng hát hay, giá em đừng nền á, đừng ao tứ thân, đừng khăn mò qua, đừng hát câu người ơi người ở đừng về. Chót buông ánh mắt ngầm ngừng để người dưng nhớ người dưng thế này. Giá miếng trầu đừng cay, giá chén trà đừng chát, giá người ngoan đừng hát thì dỗi hơi ai lại phải lòng. Để bây giờ xa ngõ ôm mấy trông xa ngõ mà trông. Khách đến chơi nhà rằng, khách đến chơi nhà, khách đến chơi nhà rằng, khách đến chơi nhà. Tính tan tan tính tình tình, tang tình tình tang tình tang, tính tang tang tính tình tình, tang tình tình tang tang tình, tính tang tang tính tình tình, tang tình 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 tang, tính tang tang tính tình tình, tang tình tình tang tang tình.
xếp dài bằng ba đứng đợi cầu hoa mời chầu là nam quê ta chuyên gia thiết tha
mắt ta trao nhau lần đầu. Nụ cười em đã khắc sâu trái tim của anh. Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em? Phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi? Và một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về, gặp lại em lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ. Và anh biết mãi mãi trong cuộc đời này thì tình yêu anh đã thuộc về người. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình. Người có biết khi xa em trong lòng nhớ thương đêm từng đêm, cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay, thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muốn đời. Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên. Tình anh và em mãi không phải mơ qua ngàn sóng gió. Trở về gặp lại em lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ. Và anh biết mãi mãi trong cuộc đời này thì tình yêu anh đã thuộc về người. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình. Người có biết khi lòng nhớ thương đêm từng đêm, cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay, thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muốn đời. Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên. Tình anh và em mãi không phải mơ qua ngàn sóng gió. Có biết khi xa anh trong lòng nhớ thương đêm từng đêm, cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay, thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muốn đời. Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên. Tình anh và em mãi không phải mơ qua ngàn sóng gió. Có em kề bên, nguyện cho tình ta sẽ không phải mơ qua ngàn sóng gió.
rể và cô dâu. Con tim chỉ biết yêu em, nói đi em yêu chị.
chỉ có anh. Nguyện trên môi em trao anh những khúc ca. Từng ngày qua bên nhau chắc em nhận ra rằng anh đây chỉ có em thôi. Chuyện tình yêu ta mãi như muôn bài thơ, từ tình trong ca khúc có em và anh. Mãi như một khúc ca la la la, tình anh đưa ta mãi bên người. Vào một ngày từ sáng ta đi cùng nhau, và lòng anh đã hứa yêu em dài lâu. Chưa thấy lòng nghĩa anh cho em buồn, lại ướt hoen đôi bờ mi. Này một khi đã hứa xin anh đừng quên, dần từ nay chỉ có mỗi riêng mình em. Đã như là giấc mơ bên anh nà, lòng đã yêu anh hơi người. Nhớ không em bao nhiêu ngày tháng qua, tình đôi ta đã trao nhau qua thiết tha. Lòng anh hứa sẽ mãi mãi không đổi thay, và con tim chỉ biết yêu em. Nói đi em yêu chỉ có anh. Nguyện trên môi em trao anh những khúc ca. Từng ngày qua bên nhau chắc em nhận ra rằng anh đây chỉ có em thôi. Chuyện tình yêu ta mãi như muôn bài thơ, từ tình trong ca khúc có em và anh. Mãi như một khúc ca la la la, tình anh đưa ta mãi bên người. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi,
trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Đường nở hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chập chờn. Đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son, áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài công, tay dù hồng. Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều. Cô dâu non non dung nhan mặn mà, chà nhà ai có ông rể quý, chà nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngô thay có con lợn quay, xôi đầy mâm, câu đầy buồng. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình không tính đi thôi. Viên An ứng hòa thành phố Hà Nội để cùng nhau chúc phúc cho đôi bạn trẻ Đặng Hậu và cô dâu Trần Điềm. Và lời tiên cho hết MC Quang Hưng xin được thay mặt cho ban tổ chức và cũng xin được thay mặt cho những người làm chương trình xin được kính chúc toàn thể quý cụ, quý ông bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể các bạn trẻ Nam Thành, Đức Tú lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Vâng, thưa toàn thể quý vị, thưa toàn thể hội hôn, đề tài tình yêu, hôn nhân gia đình vẫn luôn là một đề tài nóng bỏng và nó đã khiến cho các nhà thơ, nhà văn từ cổ chí kim đã phải tốn biết bao nhiêu giấy mực và nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết: đố ai định nghĩa được tình yêu có nghĩa gì đâu? Một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Trải qua biết bao nhiêu năm tháng, mọi con người chúng ta đều phải đi tìm một nửa cuộc đời của riêng mình. Và hôm nay Đặng Hậu, Trần Điềm cũng đã chính thức nhận ra rằng anh chính là một nửa của đời em và em chính là một nửa của đời anh. Và rồi cũng chẳng có gì có thể tách rời tình yêu của họ ra được nữa. Dường như tình yêu của họ đã được an bài, mà dân gian vẫn thường nói là do ông tơ bà nguyệt xe duyên. Vâng, và thưa toàn thể quý vị, hôm nay ngày 9 tháng 11 năm Đi Dậu là một ngày thật tuyệt vời, được sự cho phép của hai bên gia đình, được sự đồng ý của chính quyền địa phương. Đặng Hậu, Trần Điềm đã quyết định liên duyên chồng vợ. Và ngay sau đây thưa quý vị, để thỏa theo nguyện vọng của quan viên bốn họ hai bên gia đình, cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng mời hai nhân vật chính của buổi lễ thành hôn ngày hôm nay, chú rể Đặng Hậu và cô dâu Trần Điềm tiến lên phía trước sân khấu của chúng tôi để ra mắt trước toàn thể hội hôn. Xin mời cô dâu và chú rể. Từ ngày hai đứa yêu nhau, vâng, thưa quý vị, thưa toàn thể hội hôn, như vậy là sau một thời gian chờ đợi rất là lâu, rất là dài, thì giờ phút này đây, hai nhân vật chính của buổi lễ thành hôn ngày hôm nay, tân lang Đặng Hậu
và tân gia nhân Trần Điểm đã hiện hữu trên sân khấu tại hôn trần cưới của Hòa Nhà Trai. Và trong những giây phút đầu tiên của buổi lễ thành hôn ngày hôm nay thì cho phép MC Quang Hưng xin được phỏng vấn toàn thể hội hôn hai câu ngắn và cũng dân rất mong muốn nhận được những câu trả lời gọn gàng có và không. À vâng, à, xin hỏi toàn thể hội hôn là hôm nay tất cả chúng ta thấy người bạn đời của chú rể đang hậu nhà mình đó là cô dâu Trần Điểm nhà mình ngày hôm nay. Xin hỏi toàn thể hội hôn là có xinh không ạ? Có xinh không ạ? Nếu có cho một tràng pháo tay ạ. Cô dâu bắt đầu giãn ra một tí rồi đấy ạ. Đứng ngay bên cạnh cô dâu Trần Điểm đó là chú rể đặng họ nhà mình vừa trở về từ Taiwan. Xin hỏi toàn thể hội hôn hôm nay tất cả chúng ta thấy chú rể đặng họ nhà mình ngày hôm nay có oai không ạ? Có oai không ạ? Có cho ra một tay nhé. Vâng, thưa tất cả quý vị thì sự đồng tình của toàn thể quý vị, của các anh chị và các bạn thì điều đó cũng minh chứng cho sự hiện diện của trai tài và gái sắc đúng không ạ? Đẹp đôi rồi đúng không ạ? Và nếu như vậy thì giờ phút này đây cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được chính thức tuyên bố chương trình lễ thành hôn mừng hạnh phúc cho năm cho đôi bạn trẻ Đặng Hồng và Trần Điểm buổi chiều hôm nay trên quê hương phía ngoài chính thức được bắt đầu. Nhớ một tay thật lớn để chúc mừng cô dâu chú rể đi. Với những giây phút rất là vui để chúc phúc cho Đặng Hậu và Trần Điệp. Vâng, và thưa toàn thể quý vị, thưa toàn thể hội hôn, đúng là nên duyên kỳ ngộ, mà có ngờ đâu trái đất lại xoay tròn, mà thuyền của hậu đây đã đi Việt Nam, Đài Loan biết bao nhiêu ngả, nay lại trở về đầu bến lưu xá quê ta. Vâng, thưa toàn thể quý vị, ông bà nhà mình vẫn thường dạy rồi, tức là thương thì cho xoay cho còn, mà ghét cho ngọt cho bùi, mà từ giờ trở đi nếu như có mổ gà thì ông bà hai bên nhớ phần cháu hậu đây cái đùi, và nếu như mổ lợn thì nhớ phần cháu Điểm đây cái đuôi cái móng giò, mà qua sông thì ta phải lùi đò, mà muốn cho hạnh phúc thì phải nghe lời mẹ cha, mà trai vui thì gái cũng phải mừng. Hôm nay hai họ phấn khởi tưng bừng như hoa. Và thưa thật thưa quý vị, trong giờ phút vô cùng vui tươi và hân hoan như lúc này thì cũng cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị trưởng đoàn của Hòa Nhà Gái đến từ quê hương Liêu Xá, và vị trưởng đoàn của Hòa Nhà Trai của quê hương phía ngoài sẽ tiến ra sân khấu của chúng tôi để đến với nghi lễ trao dâu nhận rể, cũng như những lời căn dặn dành cho hai người cháu của mình ngay bây giờ. Xin được trân trọng kính mời và xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai vị trưởng đoàn của hai bên gia đình. Bên cạnh cô dâu và chú rể với một trạng thái rất là vui và hân hoan đúng không ạ? Vâng, thưa toàn thể quý vị thì giờ phút này đây không để làm mất thời gian của hội hôn, ban tổ chức chúng tôi xin phép được nhường lời cho vị trưởng đoàn của họ nhà gái đến từ quê hương Lưu Xá với những lời phát biểu chào dâu. Xin được trân trọng kính mời và xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón vị trưởng đoàn của họ nhà gái. Các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác của hai họ, hôm nay thay mặt cho gia đình nhà gái đưa cháu Điểm về với gia đình nhà trai để tổ chức đại lễ thành hôn. Từ giờ phút này, cháu Điểm đã là chính thức là con, là cháu của các cụ, các ông, các bà nội ngoại của gia đình nhà trai. Chỉ một điều mong muốn của gia đình nội ngoại của nhà gái chúng tôi
tức là khi cháu hiểu về cũng như câu nói là dạy con từ thuở còn thơ, bảo vợ từ thuở vơ vơ mới về. Vậy là cũng xin đề nghị các cụ, các ông, các bà nội ngoại ở nhà trai chỉ bảo cho cháu hiểu được nhất là phong tục tập quán của quê hương và lễ giáo và tôn tư trật tự của gia đình thay mặt cho gia đình nhà trai. Từ giờ phút này cháu hiểu là chính thức là con dâu của ông bà thiên gia cháu hậu và làm con làm cháu của các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác nội ngoại ở bên này. Có mấy lời phát biểu như thế, xin chân thành cảm ơn các cụ. Thưa quý vị, thưa toàn thể hội hôn, thì vừa rồi vị trưởng đoàn của họ nhà gái đến từ quê hương Lưu Xá đã có những lời phát biểu chào dâu, và vị trưởng đoàn họ nhà gái cũng đã chính thức chào cô dâu Trần Điểm cho phái đoàn của họ nhà trai cũng như vị trưởng đoàn của họ nhà trai. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn đôi điều lo một chút về người cháu của mình, đúng không ạ? Vì kinh nghiệm làm dâu chưa có phải không? Và chính vậy mà giờ phút này đây, ban tổ chức chúng tôi cũng rất mong được lắng nghe ý kiến của vị trưởng đoàn họ nhà trai. Xin được trân trọng kính mời ông, và cũng xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón vị trưởng đoàn của họ nhà trai. Kính thưa các cụ ông, cụ bà cùng toàn thể hội hôn của hai họ, tôi đại diện cho họ nhà trai xin tiếp thu ý kiến của cụ đại diện cho nhà gái vừa phát biểu. Tiếp theo tôi xin đại diện cho họ nhà trai xin phát biểu. Tôi đại diện cho họ nhà trai công nhận là từ giờ phút này cháu Hậu và cháu Điểm là nên vợ thành chồng. Trong thời gian được hai họ nội ngoại giúp đỡ đến hôm nay, trong giờ phút là hạnh phúc của hai gia đình, tôi mong rằng các cụ, không các bà tiếp tục vun đắp cho hai con, hai cháu, hai gia đình ngày càng đầm ấm hạnh phúc. Cuối cùng xin chúc toàn thể hơn các cụ lời chúc sức khỏe, đại gia đình ta hạnh phúc. Xin hết. Thưa các quý vị, thì vừa rồi tất cả chúng ta cũng đã được lắng nghe ý kiến của vị trưởng đoàn họ nhà trai phát biểu, đúng không ạ? Rất hùng hồn và rất khí thế, đúng không ạ? Lý do tại sao lại hùng hồn ạ? Lý do tại sao lại khí thế ạ? Bởi vì là thêm người thêm của, đúng không ạ? Mà thêm người là thêm một niềm vui, đúng không ạ? Hôm nay chào đón thêm một nàng dâu mà dâu là con, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thêm người là thêm một niềm vui, nên vị trưởng đoàn nhà trai rất hưng phấn, đúng không ạ? Xin một tràng pháo tay thật lớn một lần nữa để dành cho vị trưởng đoàn nhà trai, và cũng xin một tràng pháo tay để chúc mừng cho tình thông gia của hai bên gia đình. Xin mời hậu trực tiếp bắt tay nhau thêm một lần nữa, được không ạ? Cho chắc ăn ạ, vâng ạ. Xin cảm ơn hậu rất là nhiều, và xin mời hậu trở vào bên trong nhà, và một lần nữa xin được chúc sức khỏe hai vị trưởng đoàn hai bên gia đình. Vâng, và thưa toàn thể quý vị, thì cũng được sự cho phép của hai vị trưởng đoàn hai bên gia đình. Ngay sau đây xin mời chú rể đặng hậu sẽ dắt tay người bạn đời của mình, đó là cô dâu Trần Điểm tiến vào bên trong nhà để đến với nghi lễ thắp hương gia tiên. Và nhân tổ đạo một xin mời cô dâu và chú rể. Xin gửi tới toàn thể hội hôn, đó là ca khúc về Hà Tây Điền. Xin một tràng vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị các bạn. We'll be right back.
xin hát một bài Ba Quan Người Chồng trích đoạn. Trần Điểm sẽ tiến lên phía trước sân khấu của chúng tôi để đến với nghi lễ trao nhẫn trong ngày lễ thành hôn, để khẳng định tình yêu sắc son, tình yêu chung thủy của mình dành cho nhau trước sự chứng kiến của quan viên bốn họ hai bên gia đình. Xin mời cô dâu và chú rể. Xin một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để chào đón sự trở lại của hai nhân vật chính của chúng ta. Vâng, thưa ông, chia sẻ đáng hậu là trong tình yêu đúng không ạ? Đám đông của anh em mình thì luôn là những người luôn chủ động trong mọi vấn đề đúng không ạ? Và nghi lễ trao nhẫn thì không phải là một ngoại lệ. Sau đây xin mời chú rể đáng hậu sẽ chính thức rút nhẫn ra và trao cho cô dâu Trần Điểm để khẳng định tình yêu sắc son của mình dành cho người bạn đời của mình. Vâng, xin mời chú rể đáng hậu. Vâng ạ, xin một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để chúc phúc cô dâu và chú rể của chúng ta nhé. Rất tuyệt vời, vâng ạ, xin mời cô dâu Trần Điểm cũng sẽ trao nhẫn cho chiếc lăng quân của mình đi ạ. Vâng, xin mời. Xin một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để chúc phúc cô dâu và chú rể của chúng ta nhé. Yeah, yeah, yeah. Vâng, xin chúc cho Trần Điểm và Đàng Hậu trăm năm hạnh phúc bên nhau và sống tới đầu bạc răng long. Một lần nữa xin chúc mừng cô dâu và chú rể trong ngày hạnh phúc của mình. À vâng, và thưa toàn thể quý vị thì vừa rồi cô dâu và chú rể đã trao nhẫn cho nhau và họ đã chính thức nên duyên chồng vợ trên mọi lĩnh vực rồi, trên mọi khía cạnh rồi. Và thưa toàn thể quý vị thì trong tình yêu thì có một cái bài hát rất là nổi tiếng của nữ ca sĩ Cẩm Ly, có một câu nói như thế này, tức là yêu nhau thì sẽ phải cho nhau từng nụ hôn, có đúng thế không ạ? Và thưa toàn thể quý vị, giờ phút này xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng với hướng mắt lên sân khấu để chứng kiến giây phút yêu thương bậc nhất trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Giờ phút mà Đặng Hậu và Trần Điểm sẽ dành cho nhau một nụ hôn, chúng ta có đồng ý với điều này không ạ? Đồng ý không ạ? Chúng ta sẽ bắt tay được không ạ? Vâng, 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 vâng. Và xin mời hai tay của chú rể Đặng Hậu sẽ đặt lên eo cô dâu ạ. Vâng, và xin mời hai tay của cô dâu sẽ đặt lên vai chú rể ạ. Và tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đếm 1, 2, 3 để cô dâu chú rể hôn nhau. Hội hôn ơi! Hội hôn ơi! 1, 2, 3! Xin mời chú rể ba lần rất tuyệt vời ạ. Xin mời chúng ta sẽ dành cho cô dâu chú rể của chúng ta đi ạ. Vâng, và tiếp theo sau đây thì... xin mời cô dâu và chú rể sẽ tiến ra phía bên trái sân khấu của chúng tôi để đến với nghi lễ cắt bánh trong ngày lễ thành hôn, để thể hiện cho sự chia sẻ một bùi của mình trong đời sống vợ chồng từ nay về sau. Xin mời cô dâu và chú rể. Em ơi có phải có một trăm tay thành lớn sẽ cổ vũ cô dâu và chú rể của chúng ta đi ạ. Ai trời đã sáng đâu? Xin mời một tràng pháo tay nữa để chúc mừng cô dâu chú rể đi ạ. Vâng, và thưa tất cả quý vị, tiếp ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể sẽ đến với nghi lễ đu
đút cho nhau ăn bánh tình yêu. Đút cho nhau ăn. Vâng ạ. Vâng ạ, thưa toàn thể quý vị, thì với nghi lễ đút cho nhau ăn như thế này thì người ta bảo là quân chăm cha thì không bằng bà chăm ông ạ. Xin mời cô dâu Trần Điểm sẽ đút bánh cho chú rể Đặng Hoàng An ạ. Xin mời cô dâu ạ. Vâng, xin mời chào cô dâu cho bên thuyền đó ạ. Vâng, xin mời cô dâu ạ. Dạ. Việt Nam thì hay tham to ra. Xin mời chú rể đồng hồng nhé. Vâng, rất tuyệt vời. Các bạn có đi có làm mấy bài đồng nhau à? Xin mời chú rể đồng hồng cùng bước bánh cho con tàu ăn đi ạ. Vâng, xin mời chú rể ạ. Vâng, xin mời chú rể đồng hồng cùng bước bánh cho con tàu ăn đi ạ. Và chúng ta sẽ tiến sang phía bên phải sân khấu để đến với nghi lễ rót rượu champagne trong ngày lễ thành hôn. Xin mời chú rể đàng hậu sẽ khui champagne. Vâng ạ, xin mời chú rể đàng hậu. Và đây là xin một tràng pháo tay để cổ vũ chú rể của chúng ta đàng hậu ạ. Khui champagne cho nó mạnh hơn đàng hậu ạ. Vâng ạ, phát mạnh lên đàng hậu ạ. Vâng ạ, rất tuyệt vời rồi đấy ạ. Đúng chương trình rồi đấy ạ. Vâng ạ, mạnh đi ạ. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng bao nhiêu mong mà hai đứa con chỉ là quá xa xôi. Trong vòng bát cưới con xanh duyên em sánh với tình anh tuyệt vời. Hôm sau nghĩa vị tình chung chất truyền cặp bền vương trong ngàn đời. Như vậy là chai champagne đầu tiên đã được cô dâu và chú rể rót thẳng. Và sau đây xin mời chú rể và cô dâu sẽ tiếp tục với chai champagne thứ hai của chương trình. Cô dâu và chú rể sẽ đến với nghi lễ uống ly rượu xa môi trong ngày lễ thành hôn để cho tình yêu của hai bạn sẽ được nồng nàn hơn và sẽ được say đắm hơn trong suốt cuộc đời và sau này về sau. Xin mời cô dâu và chú rể nâng rượu lên đứng ra giữa sân khấu nào không ạ? Xin mời cô dâu sẽ đứng ra giữa sân khấu của chương trình. Và xin mời hai bạn sẽ lồng tay vào nhau. Lồng tay vào nhau như người nước ngoài đấy. Như người nước ngoài đấy. Chương trình tổ chức lễ thành hôn của đội bạn trẻ đàng hậu và Trần Điểm đến giờ phút này đây đã rất thành công rồi. Vâng, và đến thời điểm này đây thì cũng cho phép ban tổ chức chúng tôi xin phép được chính thức tuyên bố buổi lễ thành hôn của đội bạn trẻ đàng hậu và Trần Điểm buổi chiều ngày hôm nay trên quê hương bên ngoài chính thức được khép lại. Và giờ phút này đây, vâng, và thưa quý vị, thì trước khi cô dâu chú rể xuống bên dưới thì ban tổ chức tôi xin mời mẹ của chú rể sẽ có một món quà để trao cho hai người con của mình. Bà sẽ tiến lên sân khấu của chúng tôi. Vâng, xin mời bà Dung là mẹ của chú rể sẽ có một món quà để trao cho hai người con của mình. Vâng, có tất cả quý vị thì mẹ chồng mà đang chào đón nàng dâu và đang dành cho nàng dâu một chiếc vòng vàng ạ. Vâng, cái vàng này thì không phải là vàng đây đâu ạ, mà nó là vàng 49 đấy. Vâng, xin một tràng pháo tay để dành cho mẹ chồng và nàng dâu được không ạ? Vâng, xin cảm ơn. Xin mời anh trai và xin mời chị dâu cũng sẽ có những món quà để trao cho hai người em của mình ạ. Xin mời anh trai và chị dâu ạ. Xin mời chị Nhật lên sân khấu đi ạ. Xin mời chị Nhật ạ. Vâng, nhanh lên được không ạ? Nhanh lên được không ạ? Cô dâu cũng như là của chú rể ngày hôm nay cưới em vừa mới mua được một bộ áo da màu đen vừa mới chuyển về từ Nhật Bản đấy quý vị ạ, da xịn đấy ạ. Xin dành cho chị dâu của chú rể và cô dâu một tràng pháo tay được không ạ? Ok rồi, rất tuyệt vời rồi. Vâng, anh trai, xin mời anh trai cũng lên để chụp một tấm ảnh lưu niệm đi ạ. Xin mời anh trai ạ. Ok rồi, vâng, rất tuyệt vời rồi ạ. Vâng, xin mời một tấm ảnh lưu niệm dành cho hai vợ và hai chồng ạ. Vâng, xin mời các cháu nhỏ cũng lên đi ạ. Vâng, xin mời hai tiểu yêu của anh chị cũng lên đi ạ. Vâng, hai tiểu yêu này cũng vừa trở về từ Hoa Quả Sơn đấy ạ. Vâng ạ.
Vâng, xin mời bố và mẹ của cô dâu của chú rể cô sẽ tiến lên sân khấu để chúc cô dâu mình liên viên của đại gia đình nhà mình đi ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, thưa toàn thể quý vị, gia đình thì luôn là số 1. Xin một tràng pháo tay thật lớn để dành cho đại gia đình của ông Ngọc hôm nay được không ạ? Xin chúc mừng gia đình ông Ngọc với một tràng đại hôm nay. Vâng ạ, thưa toàn thể quý vị, thì một bức ảnh rất là tuyệt vời, một bức ảnh rất tuyệt vời của bố mẹ anh chị vừa rồi đã chụp với cô dâu và chú rể cũng đã chính thức khép lại chương trình lễ tại công an buổi chiều ngày hôm nay của đôi bạn trẻ Đặng Hậu và Trần Điểm. Và cuối cùng cho các bạn tổ chức chúng tôi xin phép được thay mặt cho cô dâu chú rể cũng như xin được thay mặt cho gia đình ông Bảo Ngọc xin được gửi những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới sự nhận diện cũng như sự phản động của toàn thể quý vị cô bác anh chị và các bạn. Và trong quá trình tiếp đón nếu như có gì sơ suất rất mong được sự thông cảm của toàn thể quý vị. Và cuối cùng cho các bạn tổ chức chúng tôi xin được kính chúc hoàn thiện hài hòa đảm bảo sức khỏe, chúc chú rể cô dâu trăm năm hạnh phúc, chúc quý vị thường lộc bình an. Xin chào. Lừa dối
lời hẹn đầu chưa đi vào tối thì lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà cao thành vương miền xa khai lễ đăng quang vũ trụ trong đêm hoàng hậu về cao sang quyền quý đẹp nụ cười quân vương vừa ý và lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Không có trên trần gian anh đưa em vào bằng tiếng hát chấm đôi cánh nhung